Thì khi mà các chị cập nhật các tờ trình danh sách
Thì trong cái 1-2 tuần vừa đây thì em nhận được rất nhiều điện thoại của anh chị ở các đơn vị gọi điện thật may em hướng dẫn về cái phần kế hoạch này. Thực tế là bọn em cũng chưa được email duyệt cái lịch để làm bạn đấy, nên là bọn em cũng chưa dám gửi cho anh chị cái tài liệu hướng dẫn sử dụng chính thức, và cái phần mà bọn em chỉ hướng dẫn trên điện thoại để cho anh chị là có thể thực hiện được cái phần kế hoạch để anh chị đảm bảo được cái tiến độ nha. Thì hôm nay em hướng dẫn cho anh chị luôn để anh chị về làm cái phần thứ nhất là cái phần chọn dự án ở đây. Thì anh chị lưu ý cho em là đầu tiên lúc một là anh chị chọn dự án đăng ký kế hoạch năm ạ. Anh chị cho em để cái hệ thống vào hồ sơ để em vừa làm hướng dẫn cho anh chị trên hệ thống luôn, để anh chị hình dung được, và anh chị có thể thao tác được cái phần mà mới mục luôn. Hôm nay ở trên đây anh chị có thể thao tác đăng ký kế hoạch luôn này. Hiện nay thì bọn em cũng đã điều chỉnh trên phần mềm cho anh chị các cái bước thực hiện về đăng ký